quỳ trước gái xinh. Ngày xưa, ở dưới chân núi Nerabi có một tù trưởng nổi tiếng can trường quả cảm. Ông có hai người con trai, người anh dũng cảm và chính trực, người em thì nhân hậu và trung thực. Cuộc sống cha con đang bình yên, hạnh phúc, thì một ngày người tù trưởng bị đổ bệnh nặng. Đây là hai con dao Karthik gia truyền, cha để lại cho hai con. Hai con dao này sẽ thay cha bảo vệ các con. Cha ơi, cha hãy sống lâu hơn để chỉ dạy chúng con. Cha rất muốn ở bên các con mãi mãi, nhưng quy luật tạo hóa, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Điều cha mong mỏi duy nhất đó chính là hai con được sống hạnh phúc bình an. Cha không còn nữa thì không còn ai bảo vệ các con. Nhưng hãy mang hai con dao bảo vật Karthik này bên cạnh, coi như có cha luôn ở bên cạnh các con. Cha, chúng con xin giữ gìn cẩn thận và luôn mang nó bên mình. Sau khi cha mất, hai con hãy tìm đến những ông thầy nổi tiếng để học tập. Cuộc sống phía trước cũng muôn vàn khó khăn, nếu không cố gắng thì sẽ bị loại bỏ. Học tập chưa bao giờ là thừa, hai con phải trở thành những người có sức mạnh và tài năng vượt trội. Cha tin là các con sẽ làm được. Dạ, chúng con xin vâng lời cha. Mệnh trời đã định, cuộc sống của ta chỉ đến đây thôi. Nhưng đoạn đường các con đi còn dài, ở thế giới bên kia cha sẽ luôn cầu mong cho hai con mạnh mẽ can trường, luôn yêu thương nhau, và không một thế lực nào có thể chia rẽ hai con. Cha ơi. Sau khi trăn trối, vị tù trưởng qua đời. Cha mất, hai người con của ông vâng lời cha, mỗi người liền chọn một ngã đường đi tìm thầy học võ. Người anh học võ từ một người thầy giỏi võ của vùng núi để học. Với sức khỏe hơn người và lòng kiên trì vô tận, chẳng bao lâu anh đã học hết những thế võ của thầy. Người thầy thấy người anh học hành chăm chỉ, chịu khó, lại tài giỏi nên lấy rất làm hài lòng. Học võ cần sức khỏe, ngoài sự chăm chỉ rèn luyện còn cần lòng kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ. Ở con đều có các tố chất tốt nhất của một người học võ, vì vậy con trở thành người giỏi cũng là điều đương nhiên. Giờ con võ nghệ đã cao cường, ta không còn gì để dạy nữa. Ta rất tự hào về một học trò như con. Con hãy đến gặp quốc vương để nhận lấy nhiệm vụ phụng sự đất nước đi. Nghe lời thầy, học thành tài, người anh liền tìm đến cung điện để gặp quốc vương. Quốc vương đã thử thách anh, nhưng tất cả những vị tướng tinh nhuệ nhất của quốc vương cũng đều bại dưới tay của anh. Người thật tài năng hơn người, đây đều là những tướng lĩnh hàng đầu của ta, thế mà đều bại trận trước ngươi. Ta rất vui nếu có một vị tướng tài ba như ngươi. Nay ta phong ngươi làm thủ lĩnh của các đạo quân phía Bắc. Trong khi đó, người em lại tìm đến một người thầy ở vùng biển để thọ giáo. Vì không có sức khỏe như người anh nên người em học hành vất vả hơn. Với thể chất còn yếu ớt, chàng chưa vượt qua được những bài tập nặng nề. Trời ơi, ta thật kém cỏi, học hành đã bao lâu mà vẫn chưa thành tài. Ta chẳng còn mặt mũi nào để báo cáo với cha nơi suối vàng nữa. Ta không xứng đáng làm con trai của cha. Khi còn sống, cha mong chúng ta nên người. Giờ cha khuất núi, hai anh em ta phải học hành đến nơi đến chốn để tròn chữ hiếu với cha. Anh em ta hãy chia nhau làm hai ngã, tìm đến những người thầy phù hợp với mình. Nhưng dù ở đâu thì em hãy nhớ, chúng ta mãi mãi là anh em, yêu thương nhau, có thế cha mới yên tâm được. Ta sẽ cố hết sức để không phụ lòng mong mỏi của cha. Giờ này chắc anh ta cũng đã hoàn thành môn học rồi. Anh vốn là người tài giỏi, ta cũng không thể nhục chí được. Nhất định sẽ cố gắng thành tài để cha an lòng, xứng đáng là con trai của cha. Để không phụ lòng cha và người anh, người em trở về với lòng quyết tâm cao, ngày đêm rèn rũa tài năng. Cuối cùng anh cũng thành công và chiến thắng được người thầy dạy võ của mình. Ta đã nghe đến tài năng của ngươi, ta phong cho ngươi làm thủ lĩnh các đạo quân phía Nam. Từ nay,
hãy cố hết sức phụng sự ta và đất nước. Thần xin tuân lệnh. Từ ngày chia tay nhau đi tìm thầy học đến khi được quốc vương phong chức, hai anh em con trai tù trưởng vẫn chưa một lần gặp lại nhau. Họ vô tình trở thành thủ lĩnh của hai đạo quân khác nhau. Người anh dẫn đầu đoàn quân phía Bắc, còn người em dẫn đầu đoàn quân phía Nam. Mỗi người đều dành toàn tâm toàn lực phụng sự đất nước và quốc vương. Ngày đêm, họ trấn giữ ở biên ải, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân. Họ đâu biết rằng, ở kinh thành, quốc vương bỏ bê triều chính, mãi mê tận hưởng lạc thú. Hôm qua, ta nằm mơ được gặp nữ thần núi, nàng đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng. Ta yêu nàng ngay từ trong giấc mơ. Ta sẽ không thể ăn ngon ngủ yên chừng nào chưa được sống cùng nữ thần. Ngươi đi đem bằng được nữ thần núi về cho ta. Bắt một nữ thần về làm vợ quốc vương ư? Điều này không hợp ý trời đâu. Quốc vương không nên. Tại sao không nên? Có điều gì ta muốn mà không được chứ? Xưa nay bất cứ điều gì ta muốn đều phải làm được, bất luận đó là thứ gì. Khó đến đâu, chỉ cần ta muốn là phải có thôi. Ngươi là tướng mạnh nhất của vương quốc, ta muốn ngươi đi làm điều đó cho ta. Thưa quốc vương, thần xin mạn phép thưa rằng thần không thể tuân lệnh, vì đó là điều thực sự không nên làm. Nó sẽ là điều không tốt cho cả chính quốc vương ạ. Hỗn xược, ý ta là ý trời. Nếu ngươi trái lệnh ta, ta sẽ chém đầu ngươi. Thần, ta đã quyết rồi, ngươi có đi không thì bảo. Vâng. Không cưỡng lại được ý của vua, người anh đành cưỡi ngựa đi tìm nữ thần cho quốc vương. Nhưng đi mãi vẫn chưa tìm được gặp nữ thần. Cuối cùng, sau bao tháng ngày tìm kiếm trong rừng thẳm núi cao, người anh cũng đến được nơi ở của nữ thần núi. Nữ thần quả là rất đẹp, nhưng ta không thể bắt nữ thần trẻ đẹp nhường kia về cho một vị vua già ngông cuồng được. Nếu ta mù quáng làm theo lời của vua, chính là một hành động sung túng cho thói trụy lạc của đức vua. Như vậy ta không xứng là con trai của cha ta. Cả cuộc đời này ta nguyện phụng sự cho quốc vương và đất nước, nhưng ý nguyện của quốc vương trái với lương tâm ta. Ta xin trả lại thanh kiếm ngài ban và từ bỏ chức tước của mình. Xin trời đất chứng giám cho tấm lòng trong sạch của ta. Thế là người anh đã từ bỏ chức tước, vị trí, bổng lộc của quốc vương để ra đi. Chàng cưỡi ngựa bao ngày bao đêm để tìm đến một vùng đất mới sinh sống. Trong khi đó, người em lại được quốc vương mời đến. Ta đã chờ rất lâu mà ý nguyện của ta vẫn chưa được thực hiện. Tên thủ lĩnh phía nam được ta phái đi tìm và bắt nữ thần núi về làm vợ. Mà đến giờ nữ thần núi chẳng thấy đâu, mà viên thủ lĩnh phía bắc cũng mất hút. Nay trong vương quốc chỉ còn lại ngươi là xứng đáng và ta tin tưởng nhất có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Vậy nhà ngươi hãy tìm bằng được thủ lĩnh phía bắc về chịu tội cho ta. Thần xin tuân lệnh, thần sẽ đi ngay. Tốt lắm, nếu tìm được hắn mang về đây, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi và cất nhắc ngươi lên vị trí cao hơn. Chắc hẳn đây là hướng đi của vị thủ lĩnh phía bắc. Rất nhiều người đã nhìn thấy anh ta đi về hướng này. Anh ta đã quyết sống lâu dài ở vùng đất xa xôi này sao? Anh ta trốn tránh nhiệm vụ vua giao để sống an nhàn ư? Thật hèn nhát. Hỏi người thủ lĩnh phía bắc, ta là thủ lĩnh phía nam đây. Anh hãy mặc áo giáp đội mũ ra đây đấu với ta một trận. Đừng làm kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm của mình. Ta không muốn đánh nhau vì những điều vô nghĩa lý. Anh hãy trở về báo với quốc vương như vậy. Ta không thể trở về nếu không bắt được ngươi về chịu tội. Hãy ra đây quyết đấu với ta một trận đi. Được, ta nhận lời thách đấu với anh. Hãy rút kiếm ra và chúng ta đấu tay đôi với nhau. Khi từ bỏ chức tước, ta đã trả lại thanh kiếm vua bàn trong khu rừng rồi. Vậy ta cũng sẽ không dùng kiếm, thay vào đó hãy đấu với nhau bằng dao. Người anh và người em đã lao vào giao chiến với nhau. Người anh dùng hết sức đâm thẳng vào ngực người em. Mũi dao chạm áo giáp sắt quằn đi, còn người em không hề lay động. Hả? Sao ngươi lại có con dao Caris kia? Đây là con dao gia truyền cha ta để lại cho ta. Em trai, anh đây. Anh trai của em đây. Anh, đúng là anh rồi. Em được gặp lại anh rồi. Em đã trở thành một vị tướng thật dũng mãnh.
đúng như di nguyện của cha, cha chắc chắn sẽ rất hài lòng. Nhưng điều mà cha mong mỏi nhất là hai anh em luôn yêu thương nhau. Chúng ta không thể đánh nhau, chúng ta cùng chung một chí hướng phụng sự quốc vương và đất nước. Sao anh không tuân lệnh quốc vương chứ? Vì mệnh lệnh đó trái với ý trời, phải trái với lương tâm anh, anh không thể tuân theo. Ông ta yêu cầu anh đi bắt nữ thần núi về làm vợ, đó là điều không nên. Quốc vương thực sự không phải là một đấng minh quân đáng để chúng ta phụng sự. Em có đồng lòng với anh không? Ở thế giới bên kia, cha sẽ luôn cầu mong cho hai con mạnh mẽ can trường, và không một thế lực nào có thể chia rẽ hai con. Nếu anh em ta đồng lòng yêu thương nhau, cha sẽ phù hộ cho chúng ta, phải không anh? Ừ, hai chúng ta có sức mạnh và tài năng, chúng ta có thể sống cuộc đời tự do mình mong muốn mà không cần chức tước hay quyền lực. Anh nói đúng, đó chắc chắn là điều cha mong mỏi. Khi cha khuyên hai anh em ta phải đi tìm thầy học để thành tài, và cha đã chuẩn bị cho chúng ta mọi thứ để có thể sống tự do theo lương tâm mình. Thế là hai anh em con trai tù trưởng đã ở lại vùng đất mới, cùng nhau dựng nhà, dựng cửa, sống cuộc đời tự do, tự tại mà không một ai đe dọa. Vì đến quốc vương cũng phải e ngại sức mạnh và tài năng hơn người của họ. Những con người yêu tự do cũng tìm đến vùng đất ấy, cùng hai anh chăn nuôi, trồng trọt, dựng nên một nơi trù phú ấm no, sống vui vẻ và hòa thuận bên nhau mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!